Đây là hình ảnh của một trong những chuyên án điển hình về công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Công an tỉnh Siêng Khoảng trong nỗ lực đấu tranh ngăn chặn tệ nạn buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. Những năm gần đây, hoạt động buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy nổi lên và trở thành một mối lo ngại của toàn xã hội. Thủ đoạn của các loại tội phạm rất tinh vi, liều lĩnh. Chúng thường liên kết với nhân dân khu vực biên giới, vận chuyển ma túy về Nghệ An bằng đường rừng. Hầu như các đối tượng tội phạm ma túy đều sử dụng vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Trong loại tội phạm nói chung thì đặc biệt về tội phạm về ma túy, thì đây là cái loại tội phạm mà trong cái quá trình thì nó liên quan đến việc cái sống cái chết, lợi nhuận thì cao, chứ nó có thể nói là bất chấp tất cả để mà đạt được cái mục đích của mình là mua bán chất ma túy. Cho nên trong cái hoạt động của lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, thì nó hết sức nguy hiểm. Hoạt động của các cái lực lượng đó, của trinh sát viên, các cái đội đặc nhiệm thường thường là xa địa bàn, xa sự chỉ huy chỉ đạo, độc lập nhiều. Trong mỗi cái trận để mà tổ chức mật phục đánh bắt thì có thể nói rằng là phải tính toán hết sức kỹ. Chính vì thế cho nên anh em chúng tôi, cái lực phòng chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng Nghệ An là luôn luôn xác định trong cái công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng là đặt lên một cái vị trí hết sức là quan trọng. Đấy. Bởi vì đấu tranh hiệu quả dù có cao mấy, nếu không an toàn thì cái hiệu quả đó cũng nó là thấp, rất thấp. Chính vì thế cho nên chúng tôi xác định trong công tác huấn luyện, nếu như chiến trường, nếu thao trường đổ mồ hôi nhiều thì chiến trường mất máu đào. Chính vì thế cho nên trong mỗi trận đấu, trong mỗi cái trận chiến đấu, đấu tranh những loại tội phạm thì thường thường là chúng tôi dự kiến tốt các cái tình huống. Với 419 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào, địa bàn rừng núi Nghệ An rất hiểm trở, là địa điểm lý tưởng để các đối tượng làm địa bàn trung chuyển ma túy từ bên kia biên giới về Nghệ An. Để đảm bảo đấu tranh các loại tội phạm ma túy có hiệu quả, lực lượng phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân, các dân tộc khu vực biên giới đấu tranh với các loại tội phạm và tội phạm ma túy. Huyện Quế Phong trước đây được coi là một trong những điểm nóng về hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Ngoài công tác tuyên truyền, bằng các cái hình thức ví dụ như là tổ chức các lớp tập huấn cho các cái hoa giải viên, rồi là cán bộ chủ chốt của cấp xã để về tuyên truyền tại các cái thôn bản làng, huyện cũng phối hợp với biên phòng tỉnh cùng với các đồn biên phòng và xã là triển khai cái tổ chức là cái tấn công chính trị đưa đối tượng ra giáo dục cấm điểm trước nhân dân. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú trọng thêm cái công tác tuyên truyền, cái công tác cai nghiện ma túy. Đây là cùng một cái giải pháp cũng là để là nhằm cho hạn chế cái tình trạng của người nghiện là tái nghiện. Trong 10 năm qua, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tham mưu, chỉ đạo và phối hợp xác lập, đấu tranh, xử lý hàng ngàn chuyên án, vụ án, thu giữ nhiều tăng vật quan trọng. Đặc biệt, Phòng đã trực tiếp chỉ đạo xác lập, đấu tranh hơn 40 chuyên án có tính chất, quy mô lớn về tội phạm ma túy, mua bán người, tàng trữ, vận chuyển trái phép, vũ khí, vật liệu nổ, thu hơn 250 bánh heroin, 178 kg thuốc nổ, 1.124 kíp nổ, 86 mét dây cháy chậm, giải cứu 38 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Trong thời gian tới thì chúng tôi xác định thực hiện tốt mấy nội dung như sau. Thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động vào các cái tầng lớp nhân dân trên địa bàn để hiểu rõ được về cái tác hại của các cái loại tội phạm này. Tăng cường về cái công tác phối kết hợp giữa các ngành, các cấp và đặc biệt giữa các lực lượng vũ trang trong phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Và để nâng cao hiệu quả hơn nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là một cái công việc không thể thiếu, tức là tăng cường phối hợp, thực hiện theo quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Công an của bản Lào, mà trực tiếp là Bộ đội Biên phòng với Công an của ba tỉnh Hồ Phan, Siêng Khoảng và Bô Ly Công Sênh, trong cái việc phát hiện, nắm bắt về cái đường dây, phát hiện các cái đường dây buôn bán
ma túy và các tội phạm buôn bán ma túy và có cái mối quan hệ giữa trong và ngoài trên biên giới để mà chủ động trong vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm ngay từ phía ngoài biên giới và trên biên giới, và cũng như khi các đối tượng đã vào khu biên phòng thì ta tổ chức đấu tranh có hiệu quả. Mặc dù thường xuyên đối mặt với những hiểm nguy đe dọa trực tiếp đến tính mạng, những cám dỗ về vật chất, sự đe dọa trả thù, nhưng với một tập thể đoàn kết luôn có nhiều sáng tạo, đổi mới, gan dạ, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao, góp phần tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh và phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.